Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái chuyên mục, đó là review cầu thủ. Thì ngày hôm nay anh em có nhìn thấy ai đây không? Đó là Piszczek. Thực sự là rất nhiều người bảo là anh ơi anh làm về Piszczek đi. Thì mình băn khoăn mấy ngày hôm nay, bởi vì là làm về một thủ môn hay một hậu vệ rất là khó, bởi vì tìm được những cái tình huống xuất sắc của họ thì nó rất là khó luôn. Giá mà như kiểu như tiền đạo hay là tiền vệ, chúng ta có thể tìm được một số tình huống ấn tượng của họ trong trận đấu, thì thủ môn nó hoàn toàn khác. Nhưng mình đã quyết định là với nhiều anh em thắc mắc tại sao Piszczek lại được tin tưởng đến như vậy và tại sao lại là best GK trong game, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái review. Thực sự là rất khó đối với mình, nhưng mình đã cố gắng làm cái clip này. Rất hy vọng anh em ủng hộ. Thì Piszczek cao 1m96, chúng ta chỉ cần nhìn về cái chiều cao của thủ môn thôi, 1m96 quá ổn so với Oliver Kahn. Và Piszczek lại là một cầu thủ hợp với sơ đồ phòng ngự phản công, chơi bóng dài, thì cái này chúng ta không cần quá quan tâm đâu, bởi vì là một thủ môn thì chơi sơ đồ nào cũng được. Đến với chỉ số của Piszczek, chỉ số bật nhảy, nhảy là 79. 1m96 thì nhảy có 79 thì nó vẫn rất là ok. Tỷ lệ 87, chúng ta không cần quá quan trọng mấy cái chỉ số này. Và bên dưới này, đây là các chỉ số của một thủ môn nhận thức của một thủ môn các kiểu 99, 98, 85 và 99 và 99. Quá hoàn hảo của Piszczek. Thì những cái chỉ số này này, nếu mà anh em nhìn rất là nhiều thủ môn tím có cái chỉ số là full 99. Ví dụ như mình ở đây có David De Gea, mình sẽ mở luôn cho anh em. Hình như bản này là full 99 này. Nhưng tại sao vẫn không được tin tưởng vào Piszczek? Đây, full 99 luôn. Bởi vì Piszczek, anh em nhìn chỉ số thế thôi, nhưng mà thực sự trong game Piszczek là một chốt chặn kinh khủng, mà có thể nói là chân sút nào cũng ngán với Piszczek. Ở đây Piszczek có cái skill này thôi. Ở GK Laupun là ném xa này, GK Long Râu ném xa này, Laupun là Captain C và Style là Defensive, thủ môn cố định trong khung thành. Thì mình sẽ thử sử dụng thêm là Piszczek sẽ thêm được chỉ số nào đi, thêm được skill nào. Fighting Spirit, chả biết để làm gì nữa. Khi mà một thủ thành thì không cần. Chúng ta chuẩn bị đến với thực chiến của Piszczek nha. We'll be right back.
forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dark. If you reach out and touch, my mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began.